một cô gái thôn quê xinh đẹp, thật thà, chất phát bất ngờ được gả vào làm dâu cho một nhà giàu sang, quyền quý thì cuộc sống sẽ như thế nào? Hãy cùng S theo dõi hành trình đầy sóng gió của nữ chính trong bộ phim Mỹ Vị Tình Yêu nhé! Thiên hạ trong câu chuyện mà tôi sắp kể đây được chia thành 9 xuyên tất cả, mỗi nơi đều có những đặc điểm vùng miền nhất định. Nhưng có một nơi nổi bật hơn cũng như đứng đầu trong tất cả, đó chính là Tân Xuyên bá chủ cả 9 xuyên. Sau chiến thắng của cuộc hỗn chiến nhiều năm trước, các xuyên năm nào cũng phải cống nạp một nữ tử xinh đẹp để kết hôn với thiếu chủ Tân Xuyên. Hôm nay cũng là ngày các nàng dâu được đưa đến Tân Xuyên, đặc biệt hơn cả là một chiếc xe do lừa kéo. Xe này là của nhà lão Lý Văn Bật đưa con gái đi, nhưng vì không muốn để con gái phải chịu khổ, lão Lý phải làm sao cho cô càng bất ổn càng tốt. Lão cẩn thận nhắc con gái Lý Vi phải kể nghèo kể khổ vào để không được chọn. Cơ mà hỏi phải giả vờ thì cô cũng bất ổn rồi. Sau khi được đưa vào thành, tất cả các tân nương phải kiểm tra mọi đồ đạc đem vào. Lý Vi thấy thế vội giấu sạch đồ ăn vào trong người. Tất nhiên, với cái tính vụng về của cô, thì các ma ma đã phát hiện và lôi cho sạch đồ ăn trên người của cô. Đang bị trách mắng thì cũng may có một cô nàng Hách Hà nói đỡ cho Lý Vi nên cô mới thoát nạn. Gặp được Hách Hà cô vui vẻ lắm. Vì cả hai vốn dĩ đã là chị em từ trước, có chị em cùng ở đây đỡ phải thân cô, thế cô đối mặt với sóng gió. Những ngày như thế này thì khỏi nói thiếu chủ của Tân Xuyên sướng lắm. Ông nào ông đấy đều rất thích thú xem các tân nương để xí hàng trước. Hách Hà cũng đã sớm tìm hiểu về cả 9 thiếu chủ rồi. 9 người họ mỗi người một tính, nhưng đứng đầu cũng như có tài nhất là xuyên trưởng Địch Tùng. Anh ta cũng vô cùng ưu tú, anh ta cũng vô cùng có uy nghiêm, được cha chọn làm địch trưởng nên quát một cái là mấy anh em ở dưới phải sợ một phép. Ngoài ra thì có một người khác cũng khá đặc biệt, đó chính là người thứ 6 tên là Doãn Tranh. Một người rất muốn được lên triều làm quan, anh cũng rất có tài chứ không phải phế vật, nhưng thường hay bệnh tật xanh xao nên mãi cha vẫn chưa ngó ngàng tới. Tiếp sau đó, các tân nương được phỏng vấn bởi chính bố mẹ của các thiếu chủ, Hách Hà Thảo trả lời vô cùng mượt mà. Trong khi Lý Vi lại bị chê lên chê xuống, cũng phải thôi bởi tư tưởng của hai cô gái là khác nhau. Một người cho rằng yêu đương là phải thật lòng, còn Hách Hà lấy yêu đương làm công cụ để leo cao, đó đó mục đích của cô là Địch Tùng. Hai chị em rủ nhau như thế nào mà lại lạc luôn, bên này Hách Hà thế nào lại lọt ngay vào mắt xanh của Doãn Ngũ. Nhưng mà cô lại xin phép được chê, với tài ăn khéo nói của mình cô lại lọt vào mắt xanh của Doãn Tùng, coi như kế hoạch gần như thành công. Trong lúc này, Lý Vi với bụng đói đi tìm đồ ăn, cô vào bếp và ăn thùng uống vại quên mất hết mọi thứ xung quanh. Đúng lúc đó người hầu của Doãn Tranh đến lấy đồ ăn cho thiếu chủ bị đau dạ dày, mà hôm nay đồ ăn lạ lắm. Thậm chí còn nguyên ngọc bội được đặt vào trong, Doãn Tranh vì thế mà tìm đến bếp để tìm hiểu, bị bắt quả tang. Lý Vi vội nói rằng mình là người thử độc. Nhớ lời Hách Hà nói người của Lục thiếu gia thì sẽ không bị ai để ý, thế là cô nhận luôn mình là người của Lục phủ. Doãn Tranh còn chưa kịp nhắc tội thì lúc này dạ dày anh lên cơn đau dữ dội, cũng may Lý Vi lúc này lại tỏ ra hữu dụng muốn vác anh đi. Doãn Tranh không đau dạ dày nữa mà chuyển sang đau cả người khi liên tục bị cô đè lên người. Sau khi trở về, Lý Vi kể lại mọi chuyện một cách lo lắng với Hách Hà. May mắn đúng lúc này cô lại được gọi đến nó. Cứ tưởng quả này được về quê rút lui an toàn rồi nên Lý Vi vui lắm. Ai dè cái kiệu này lại màu đỏ và cô sẽ trở thành vợ của Lục thiếu gia. Lý Vi dãy đành đạch đi về nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Nhanh chóng Lý Vi đã trở thành phu nhân của Lục phủ có người hầu kẻ hạ. Cô nghĩ rằng bố mẹ phải ghét Doãn Tranh lắm mới cho lấy mình. Có mà sự thật thì lúc đó còn có mỗi cô là chưa ai chọn, hay nói cách khác là không thèm chọn, thì Doãn Tranh đã tới sinh được lấy cô làm vợ. Thật ra anh không làm thế thì bố mẹ cũng dí cho anh thôi. Hơn nữa Doãn Tranh cũng không mong muốn nương tựa nhà vợ, thế nên cứ lấy đại cô nào đấy là được. Thế nhưng hầu cận lo rằng lấy một người vợ như cô thì chẳng giúp ích được gì. Không cần hỏi thì Lý Vi cũng tự chứng minh rồi. Đang ngồi trong phòng mà cô thấy thái y tấp nập tới thăm khám, đã thấy lại còn nghe hóng chữ được chữ mất, chỉ còn nửa tháng nữa. Lý Vi lại tưởng rằng đây là quãng thời gian còn lại của Doãn Tranh, thật ra đó là thời gian mà kỳ thi quan sắp tới diễn ra. Lý Vi thì có biết gì đâu, tính sẵn hầy dự trường cất cho anh. Đã thế lại còn viết thư gửi bố mẹ hoài trong mình sắp tại thế. Cô thầm hứa rằng sẽ hết mình vì anh trong những tháng ngày còn lại. Tối hôm đó, Lý Vi vào động phòng mới ngã ngửa khi Doãn Tranh là người hôm trước phát hiện cô trong bếp. Lý Vi vội quỳ xuống nhận tội. Nhưng được cái Doãn Tranh tốt bụng nhân từ, không phạt nặng chỉ phải chép có nghìn lần thực đơn nhà bếp thôi. Lý Vi nhìn thấy chậu canh đỏ anh đổ đi lại tưởng là tiết canh của Doãn Tranh đổ ra, thì lại càng chắc chắn hơn về việc anh sắp tạ thế. Thế nên cô cũng ngoan lắm, nghe lời lắm mà rời đi. Nói qua tình hình của mấy tân nương khác, thì Hách Hà đã hoàn thành được mục đích của mình. Cô đã được chọn để vào làm thiếp của Doãn Tùng. Tất nhiên, vợ cả cũng không quên dằn mặt cô bằng cách đổ trà nóng vào tay. Nhưng Hách Hà cũng không phải dạng vừa, mồm miệng cô đỡ trên tay làm cho Doãn Tùng cưng chiều hết mực và đứng ra bảo vệ.
Trở lại với Lý Vi, mặc dù rất ghét đi học, nhưng cô vì không muốn phụ lòng ông chồng sắp nghèo nên gắng gượng mà đi. Nào ngờ Lý Vi ngủ gật hết cả buổi học. Kết quả là bị mắng cho như tát nước, nhưng Doãn Tranh cũng không trách phạt gì, thậm chí biết tính cô ham ăn nên để cho cô ăn thùng uống vại mà không quan tâm. Lý Vi càng vì thế mà càng muốn cho anh hạnh phúc, cô bắt đầu đi hỏi mọi người trong Lục phủ xem phụ quân thích gì. Hôm đó, Lý Vi mua rất nhiều hoa đến muốn làm anh vui, kèm theo đó là một bức họa vẽ chân dung Doãn Tranh cực đẹp. Sau một hồi bày trí thì không khác gì cái bàn thờ của anh luôn, Doãn Tranh đúng là cảnh cạn lời luôn. Cũng may mà món quà cuối là một chú chó, Doãn Tranh lại vô cùng thích chó nên vui mừng lắm, còn đặt cả tên cho nó. Thế nhưng tối hôm đó thì coi như hết vui luôn, Lý Vi không hay biết rằng đến đây thì không được người thư vệ. Và toàn bộ số thư cô kể chồng sắp chết thế nào cho bố mẹ đều được Doãn Tranh đọc được, giờ đây anh mới hiểu tại sao cô lại hành động lại lùng thế. Doãn Tranh trong lúc cũng có chút bực dọc, thế nhưng ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là Kỳ Thì Vấn Đáp trước mắt. Doãn Tranh ra lệnh cứ mặc kệ cho Lý Vi làm khùng làm điên trước đã, thì làm mấy ngày hôm sau ngày nào cũng thấy. Cô xé lịch chờ ngày Doãn Tranh thăng thiên, rồi sau đó tới chỗ học nữ công gia Tránh để anh mắng vì tội quá vụng về. Tôi đến thì bưng thuốc cho Doãn Tranh, những hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến ngày Lý Vi khoanh tròn trên tờ lịch. Cô lại càng chắc chắn hơn khi người hầu kẻ hạ ra vào phòng của Lúc công tử nhiều vô kể, Lý Vi cũng chỉ biết lắc đầu tiếc nối cho một kiếp người dở dang. Trong khi đó, thực sự thì Doãn Tranh đang ở phòng thí vấn đáp, nơi mà anh không chỉ thể hiện bản thân là một người có tài mà còn rất có đức. Khi Doãn Tranh đã đưa ra đề xuất giảm thiếu hay thậm chí là miễn thế cho người già, và đương nhiên anh đạt kết quả cao nhất. Tối hôm đó, Lý Vi ăn mừng bằng cách đốt vàng mã cho chồng, người hầu chưa kịp can ngăn thì Doãn Tranh đã về tới nhà. Lý Vi sợ hãi vì hôm nay có phải rằm đâu mà anh về sớm thế, cô sau khi biết được mọi chuyện thì mới dập đầu tạ lỗi. Đến khi chỉ có hai người, Doãn Tranh chỉ muốn cô nói thật cho mình biết, bởi anh biết Lý Vi là một người đơn giản có gì nói đấy. Thế nên cô vâng lời nói ra toàn bộ những gì mình biết, rằng anh cũng yếu giặt dẹo không được mọi người tôn trọng. Toàn mấy lời khó nghe, và Lý Vi giờ không lo lắng sức khỏe Doãn Tranh nữa, cô chuyển sang lo cho cái mạng mình hơn. Cơ mà thực chất Doãn Tranh không để ý lắm, anh thậm chí còn quan tâm đến cô nhiều hơn. Mặt khác, Lý Vi còn phải đối mặt với thứ còn ghi hiểm hơn là mất mạng, đó chính là cô phải động phòng với Doãn Tranh. Lục phủ chu đáo đến mức còn dạy quy tắc động phòng như nào nữa, tất nhiên Lý Vi không muốn điều này xảy ra, thế nên tối hôm đó cô đã ăn cực nhiều. Bộ dạng của Lý Vi giờ không khác gì còn cá chê, mà quả môi đấy thì chịu không động phòng nổi. Doãn Tranh sợ cô bày trò ăn nhiều ớt quá đau dạ dạy, nên dán lệnh cấm cô vào bếp luôn cho chắc, Lý Vi không được ăn vụng nữa coi như chấm hết. Hôm đó, Xuyên phu nhân bị ốm nên các nàng dâu phải lập tức đến chăm sóc, thật ra bả gia cơ sự này cũng vì Tam thiếu chủ. Người được kể là đẹp trai vô địch thiên hạ nhưng suốt ngày ăn chơi chắc táng không chịu quay về. Thế nhưng hôm đó không ai được vào cả, ngoại trừ Lý Vi khi món nước nhót đặc sản cô làm cực kỳ ngon. Còn chưa kịp vui mừng gì cả, thì về phòng đã có cái của nợ làm loạn ở đây. Cô ta là Tống Vũ, con nuôi của mẹ ruột Doãn Tranh, và cái phòng mà Lý Vi đang ở là phòng của cô ta. Thế là Lý Vi nghĩ ra một cách cực hay, đằng nào thì Tống Vũ đang đòi phòng, thì cô cho cô ta ở đây luôn để đỡ phải sang phòng Doãn Tranh ngủ. Ban đầu Tống Vũ vui lắm vì cứ tưởng Lý Vi sợ mình, mà nào ngờ đêm đó Lý Vi ngủ mơ tưởng tay của cô ta là đồ ăn nên cắn mấy phát, kết quả là Tống Vũ băng bó tay luôn. Lý Vi bèn chuyển ý sang làm nha hoàn cho cô ta để cô ta đỡ chuyển đi. Trong khi đó, việc vắng mặt của Tam thiếu gia làm Xuyên lão gia vô cùng phiền lòng. Chín đứa mà không đứa nào bảo được nó một câu để vợ ông tức đến đổ bệnh, nhưng Doãn Tranh lại bất ngờ nói với cha rằng sẽ đưa được Tam thiếu gia trở về. Tất nhiên để làm được việc này anh cần có mặt của Lý Vi, có thể lấy cớ mới lấy vợ để sang chào hỏi thưa chuyện. Lần đầu được ra ngoài Lý Vi háo hức lắm, hơn nữa cô nghe danh Tam thiếu chủ đẹp trai đã lâu rồi, có đến tận 24 thê thiếp thì chắc phải ngang nam thần. Mà đâu ngờ cũng là nam thần, nhưng mà nam thần đằng, đúng là hàng quảng cáo với hàng thật khác nhau quá. Lý Vi sau đó đã được vợ của anh ta kết thân và cho cô gặp tận 23 cô vợ khác của Tam thiếu gia. Vợ đầy nhà đúng là có thật, nhiều đến nỗi tên mỗi cô phải đặt theo tiết thì mới hết được. Cơ mà vợ nhiều là thế nhưng tìm ra được một người hài lòng với Tam thiếu gia thì khó. Hát nói trắng ra ở đây là không ai thích thằng cha đấy cả. Thấy Lý Vi thật thà chấp pháp mới chị em kết cô lắm rồi mời ở lại ăn sinh nhật của cô nương Bạch Lộ. Quả thật kiểu người như cái tên Doãn Tam này không được nước gì, đã xấu trai ảo tưởng nói phét lại còn su nhị. Doãn Tranh cũng biết thế nên mới nói khéo rằng đợt này Doãn Tam về là cha có việc hệ trọng muốn giao phó. Doãn Tam nghe thấy cũng xui xui tay nhưng muốn tham khảo ý kiến vợ cả trước đã.
Các cô vợ cũng như Lý Vi lúc này đang vô cùng vui vẻ ăn mừng sinh nhật của vợ thứ Bạch Lộ. Lý Vi vui lắm vì trong phủ không được ăn ngon. Cơ mà cô thấy là hôm nay là sinh nhật Bạch Lộ, thế mà mặt cô lại như đưa đám. Thật ra chính vì sinh nhật nên kiểu gì tên Doãn Tam cũng mò tới phòng cô, ở đây không ai là muốn có chửa với hắn cả. Lý Vi cũng nói rằng chỉ cần Doãn Tâm về cung thì chẳng ai trong mọi người ở đây phải khổ nữa. Không khí đang vui vẻ thì tên ất ơ kia bước vào phá hỏng tất cả, hắn thậm chí còn chẳng phân biệt nổi đâu mới là Bạch Lộ. Đã thế Tam phu nhân càng phải kích động khiến hắn trở về cung càng sớm càng tốt. Nghe vợ nói Doãn Tâm cũng gật gà đồng ý về cung, thế nhưng sẽ có 4 người đen đủi được hắn chọn để theo mình vào cung. Kết quả là cô nào cũng tránh né cố trượt bài kiểm tra của hắn, Doãn Tam chọn mãi không được ai, thế nên chọn luôn 4 cô mình nhớ tên cho vào cung. Tất nhiên việc này có công rất lớn của Lý Vi, thế nên cô đã được Doãn Tranh cảm ơn, anh cũng nói rằng mình cũng không có ý định làm gì cô đâu nên không phải lo lắng. Thưa cơ Lý Vi nhờ vả Doãn Tranh sau khi làm quan hãy giúp mình ra khỏi thành, cô còn gửi ý anh hãy nói rằng vì mình không đẻ được nên mới làm vậy. Doãn Tranh ngoài mặt thì đồng ý nhưng bên trong thì lại tức tối bỏ đi ngay lập tức. Lý Vi còn một nỗi muộn phiền chưa kịp nói ra, cũng bởi Doãn Tranh đau dạ dày nên bữa cơm của anh không khác gì ăn chay, nên ngày nào cô cũng phải anh uống vô cùng khổ sở. Cũng may mà ở chỗ học nữ công gia chánh, dù việc học hành không thuận lợi nhưng được cái hội chị em thương nhau, thấy người khác bị ma ma bắt nạt là mọi người đứng lên giúp đỡ. Thấy Lý Vi đói quá lại còn bị cấm vào bếp, Hách Hà gợi ý cho cô hãy tìm cơ hội làm thân với nhà bếp xem sao. Nói là làm Lý Vi trở lại nhà bếp, đúng lúc bếp trưởng đang bực tức vì đống đồ bị mốc đến mức mọc cả lông lên, ông đang định đổ đi thì Lý Vi lên tiếng. Cô gợi ý cho ông một món đậu phụ thối rán cực ngon đặc sản quê mình. Bếp trưởng cũng liều mình làm thử, nhưng đến khi Doãn Tranh đang định gặp thì ông lại rán đổ hết tội sang cho Lý Vi. Cô lấy hết sức thuyết phục Doãn Tranh ăn thử, và quả thực món này cực kỳ ngon. Bếp trưởng vì thế mà được hay ngựa lắm, thế là Lý Vi trao đổi với ông rằng mình sẽ giúp bếp trưởng tạo ra các món mới, đổi lại ông sẽ giúp cho cô được ăn ngon mỗi ngày. Sau lời đề nghị hôm đó, ngày nào Doãn Tranh cũng được ăn các món mới vừa làm miệng lại với ngon, Lý Vi tất nhiên cũng có rất nhiều đồ ăn ngon để mời hội chị em ăn cùng. Đang đông vui thì ma ma mới đã đến, khác với người trước bà cô này khó tính không chịu được. Chân tay cây thước dài liên tục sát phạt miệt thị các cô nương, thậm chí khi Lý Vi đứng ra bảo vệ các cô nương khác bà ta còn đánh cầu. Đúng lúc đó, thương quan Tịnh cô nương không nhịn được nữa đã ra tay với con mụ này. Tất nhiên, vì tội hách nguyên cái chảo vào một ma ma tổng quan, thì cả Lý Vi và thượng quan đều bị lôi ra vụt giòi vào chân. Thượng quan thì gái võ không lo lắng chuyện này, còn người mềm hiểu như Lý Vi thị vô cùng đau đớn. Như người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, Doãn Tranh đến không những không ăn vụt, mà còn nói ngược lại ma ma làm khó người khác, rồi anh ngay lập tức bế cô đi trước sự ngỡ ngàng của bà ta. Tất nhiên điều này không khác gì vả vào mặt của con mụ già đấy, bà ta thưa lại với Xuyên phu nhân phạt Doãn Tranh phải quyền và trừ tiền tiêu của anh. Làm thiếu gia phải chịu hổ thế, Lý Vi biết quả này mình thực sự toang rồi, cô bắt đầu nghĩ đến việc mấy anh da đen chuẩn bị khiến quan tài cho mình các thứ các kiểu rồi. Cơ mà thật bất ngờ Doãn Tranh lại không hề trách móc cô, anh cho rằng chuyện này cô không hề làm sai, thậm chí còn tự tay lấy thuốc bôi vào chỗ bị đánh cho cô. Không khí đang lãng mạn vui vẻ, thì mồm Lý Vi lại đi chơi xa nói rằng anh giống hệt mẹ mình. Thế là Doãn Tranh cũng rời luôn đi cho không khí bớt sự chân, nhưng thôi quan trọng là anh cũng đã có ý quan tâm đến cô. Sau sự việc này Hách Hà lại bị Doãn Tung cấm chơi với Lý Vi, cô có thể thảo mai nói gì cũng được. Nhưng Hách Hà không thể nào nói xấu bạn bè được, kết quả cô bị vợ cả của hắn thử cô đã giảng hoài. Hách Hà bây giờ mới thấy chuyện này không dễ dàng, cô phải hy sinh biến bản thân thành một món đồ chơi cho kẻ khác để nuôi sống mẹ mình ở quê nhà. Nếu so sánh thì Lý Vi hay thượng quan còn hạnh phúc hơn Hách Hà rất nhiều. Sự xuất hiện của Lý Vi cũng làm cho Doãn Tranh khá vui, trái với suy nghĩ của người khác khi cho rằng một người vợ như cô sẽ phá hỏng hình tượng của mình. Thì anh muốn tận dụng việc che chở cô để trở nên vĩ đại hơn trong mắt người khác. Tuy nhiên, trước tiên, anh cần viết luận văn nộp cho cha về cách giải quyết thiên tai năm nay đã. Trường hợp thay Lý Vi đã kể về việc mỗi lần lũ thì cho mẹ cô làm gì. Thay vì đi từ thiện để ăn chặn tiền thì họ giúp dân tị nạn, Doãn Tranh ngay lập tức có ý tưởng nộp lên cho cha mình. Và không nằm ngoài dự đoán các ý tưởng được anh đề xuất được cha rất ưng ý, ông còn muốn tham khảo ý kiến anh thêm một vấn đề nữa. Doãn Tranh rõ ràng là thấy cha sai, nhưng sự bất kính mà lại không dám hé nửa lời góp ý. Mùa lũ năm ấy biết qua nhà của thượng quan gặp nạn, thế nên các chị em đã cùng nhau góp sức đổi trang sức thành tiền để gửi về, mỗi người cũng ít thôi không nhiều. Nhìn thấy vợ mình đi đến đâu cũng được người khác quý mến, thế nên Doãn Tranh muốn hỏi ý kiến cô việc thưa chuyện với cha mình xem sao. Cô nói với anh rằng tốt nhất đừng coi ông là cấp trên của mình,
mà hãy truyền đạt giống như hai người nhà với nhau. Nhận được lời khuyên của Lý Vi, sáng ngày hôm sau Doãn Tranh đã dũng cảm chỉ ra điểm sai của cha và đưa ra một ý kiến mới. Bố anh đã thực sự rất hài lòng với kế sách này, không những thế còn ban thưởng cho anh tổ chức Tết Trung Thu. Lý Vi thấy thế thì khoái lắm, ngày này cũng có thể coi là Tết đoàn viên, nên cô vẫn biết gửi cho bố mẹ mặc dù biết chẳng thể gửi được. Doãn Tranh thấy thế liền động lòng nói tôi quản gia gửi giúp cô ra ngoài, dù sao gần đây Lý Vi cũng không còn quậy phá nữa. Anh vừa cất lời thì cô đã quậy banh cái nhà bếp ra rồi, thật ra Lý Vi muốn xin Doãn Tranh hãy để mình làm bữa tiệc này. Ngay sau khi nghe thấy ý tưởng táo bạo của cô, anh cuối cùng cũng đã đồng ý. Ngày Tết Trung Thu cuối cùng đã đến. Hình thức mà Lý Vi tổ chức ngày nay gọi là buffet đứng, nhưng tên Doãn Tung ngay lập tức về phán ngay trước mặt bố rằng tại sao lại để mọi người phải đứng ăn. Thế nhưng lúc đó, Lý Vi đã xuất hiện và nói rằng đây là tiệc trôi theo dòng nước. Mặc dù có rất nhiều người nói ra nói vào là không hài lòng, nhưng ý tưởng táo bạo này làm cho cả chủ tượng lớn Xuyên Phu Nhân vô cùng hài lòng. Cũng phải thôi khi Lý Vi cho chuẩn bị rất nhiều món ăn phù hợp với khẩu vị của từng người, hơn nữa cô cũng không quên cho chị em mình hưởng tiếng thơm. Bởi trên mâm cỗ vô cùng nhiều món này các vị phu nhân khác đều góp một món ăn đặc sản của quê mình. Từ đó để chủ thượng để ý hơn tới họ, đồng thời biết quay hơn họ còn đang theo thốn thứ gì. Chủ thượng như thế thì lại càng trở nên hài lòng hơn, nên lập tức ban thưởng cho Lý Vi sau chuyện này được gặp người thân một chuyến. Bữa tiệc hôm đó đã được diễn ra vô cùng vui vẻ, người ra kẻ vào phục vụ từ sáng cho đến lúc tối mịt. Lý Vi cũng tranh thủ rủ hai người hầu cùng mình nướng thịt, bởi đây vốn là điều cô hay làm cùng bố mẹ mình mỗi dịp Trung Thu. Ai ngờ Tống Vũ vì cay vụ Lý Vi từ trước lại nhúng tay vào phá hoại, cây bếp cũng vì thế mà bùng lửa rõ to. Cũng may Lý Vi đã kịp thời dập lửa, thấy sự việc ngay lập tức bị Hòa phu nhân phát giác, bà phạt đánh cô 10 trượng vì mối hổ đốn kia. Lý Vi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận, thế nhưng đúng lúc đó gió Doãn Tranh cùng với Xuyên Phu Nhân đã đến. Cô đã được tha không bị đánh nữa mà chuyển sang cấm túc, điều đó cũng có nghĩa là Lý Vi sẽ không được về thăm cha mẹ nữa. Cô lúc đó cố cầu xin cũng không có ích gì nữa rồi, không những thế Doãn Tranh còn bị phạt kèm. Nói chung Lý Vi hôm đó buồn bã khóc hết nước mắt, Doãn Tranh dù đã rất cố gắng cầu xin nhưng không làm gì được cả. Anh chỉ biết đem bát mì đến để an ủi cô, đến lúc ăn sợi mì thì Lý Vi mới biết hôm nay chính là sinh nhật của Doãn Tranh, thế mà cả phủ không ai thèm ngó ngàng chúc mừng anh lấy một câu. Thương anh nên sáng sớm hôm sau Lý Vi đã trực tiếp vào bếp chỉ đạo, món quà là một bát mì với rất nhiều tình cảm để mừng sinh nhật Doãn Tranh. Từ ngày Lý Vi vào đây Doãn Tranh cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Trùng hợp, thay anh cũng có món quà muốn tặng cô, Doãn Tranh vừa cất lời thì cả gia đình của Lý Vi đã chạy vào. Hóa ra anh đã âm thầm giúp cô về nhà, thấy con gái nhớ nhà nên họ đã kéo nhau lên đây, tất cả đều được cho vào thùng đồ ăn mà lẻn vào đây dưới sự bảo trợ của Tô quản gia. Vập được gia đình khỏi phải nói ai cũng biết Lý Vi vui như thế nào, Doãn Tranh cũng cho bọn họ một khoảng không gian riêng tư để nói chuyện. Quả thực những lúc như này cô thực sự rất muốn kể ra những ấm ức mình phải chịu. Nhưng vì không muốn bố mẹ lo lắng hơn nữa Lý Vi cũng được rất nhiều người quý mến, thế nên cô nói rằng bản thân mình đang sống rất tốt. Thời gian hội ngộ ngắn ngủi đã kết thúc nhanh chóng, trước khi tiễn tất cả rời đi Doãn Tranh không quên hứa với bố mẹ vợ sẽ chăm sóc tốt cho Lý Vi. Kèm theo đó là một lời hứa với cô, lần sau chắc chắn sẽ đường chính chờ đón họ đến đây. Cùng lúc đó chủ thượng đang rất tức giận vì việc Doãn Ngũ làm, anh dám cả gan xin cô nạp tiếp dù cả hai mới chỉ cứu nhau. Thế là thượng quan đã dỗi bỏ thẳng về Đan Xuyên, chủ thượng ngay lập tức yêu cầu Doãn Ngũ đi dỗ vợ, không thì anh đừng có mà nhìn mặt ông nữa. Tất nhiên, một mình Doãn Ngũ vô dụng hóa mà làm được, thế nên chủ thượng đã cửa thêm Doãn Tranh cùng Lý Vi đi cùng. Bọn họ rất nhanh chóng đã tới được Đan Xuyên, nơi mà người ta thích ăn mọi thứ cùng với ớt, và cũng là nơi mà phụ nữ làm chủ và không chửi chồng bao giờ, họ chỉ đâm thôi. Doãn Ngũ thấy cảnh đó liền hú hồn muốn quay xe đi về. Thì đúng lúc này hầu cận của chủ thượng mời tất cả mọi người về cung bị kiến. Tất nhiên, sự việc lần này chủ thượng đã căng, bởi cô vốn không ủng hộ cái chế độ kén vợ này. Không nhớ thế giờ Doãn Ngũ lại còn làm mặt mũi của chủ thượng phật ý, cô đợt này hai Xuyên có đánh nhau cũng không để cho thượng quan quay về. Nhưng họ muốn đón Doãn Ngũ vào đây ắt hẳn là có lý do, cũng bởi trên danh nghĩa là muốn kiểm tra xem có đủ làm rể Đan Xuyên không. Họ biết Doãn Ngũ chắc chắn không chịu được nên coi như hành hạ anh cho hà dạ. Quả thật Doãn Ngũ đã bị phải ăn một nồi lẩu toàn ớt là ớt, và đương nhiên là chưa được hai miếng thì anh đã nôn thốc nôn tháo ra rồi. Xem ra lần này chắc chắn mọi thứ không hề dễ dàng, nhưng nó cũng là nơi giúp tình yêu của Lý Vi cùng Doãn Tranh đâm hoa kết trái. Bởi tối hôm đó, khi ở giữa đêm, cũng vì ở Đàn Xuyên hầu hết đàn ông điều gì, nên thấy Doãn Tranh không chăm sóc Lý Vi họ nói ngay. Cũng may mà cô đã vội nắm tay anh chạy đi thật nhanh nên mới đỡ rắc rối, giây phút đó làm trái tim Doãn Tranh đã có chút gì đó rung động.
Dù sức mình yếu đuối, Doãn Tranh vẫn cố bám Lý Vi lên để có thể được vào xem kịch đang diễn. Cái giây phút đang lãng mạn như thế, Doãn Ngũ xuất hiện cái mất hết cả vui luôn. Sáng hôm sau, hôm nằm ngoài dự đoán, anh ta lại bị triệu tập vào trong cung để tiếp tục thực hiện các bài kiểm tra. Ở Đăng Xuyên, một chàng rể được đánh giá trên nhiều tiêu chí. Đầu tiên là gương mặt khôi ngô tuấn tú, như đó thì thôi khỏi nói, Doãn Ngũ chẳng được cái nào. Thế nên Doãn Ngũ phải chuyển sang bài cuối là chơi mặt trước, khổ nỗi anh hội tụ đủ mọi yếu tố của một đứa đội sổ trong mọi lĩnh vực. Doãn Ngũ tua liên tục không ngốc nổi đầu mình lên, cũng may mà nhờ có Doãn Tranh ở bên cạnh giúp đỡ, anh cuối cùng mới có thể chiến thắng nổi một phần. Thế nhưng bài kiểm tra tiếp theo còn khoai hơn, Doãn Ngũ phải tự tay làm dấu ớt, Lý Vi gợi ý cho Doãn Ngũ rằng hãy thể hiện thành ý của mình. Kèm theo đó phải gợi nhắc cô về kỷ niệm của cả hai, và lời đó đã giúp Thượng Qua nhận ra ngay món mà Doãn Ngũ làm. Thế nhưng khổ nỗi kể cả khi cô đã lựa chọn nó, chủ thượng vẫn muốn làm khó Doãn Ngũ không cho anh gặp, thậm chí là đuổi cả bọn về. Điều này gần như khiến họ bất lực rồi, nhưng Lý Vi lại nói rằng Doãn Ngũ phải viết tâm thư xin lỗi Thượng Quan và không nạp thiếp nữa. Ngày sau đó, Doãn Tranh đến thỏa thuận cùng với chủ thượng, chỉ cần cô để cho Thượng Quan quay về Tân Xuyên. Anh hứa mỗi nơi của chủ thượng chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt, hơn nữa chính anh sẽ sửa đổi cái điều lệ hôn nhân ép buộc này. Và cuối cùng thì Doãn Ngũ đã được đồng ý để gặp Thượng Quan, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Doãn Ngũ sẽ không bị làm khó nữa. Anh bị ép phải thi bắn cùng với Thượng Quan, thắng thì mới nuôi được hy vọng rước cô về. Tất nhiên Doãn Ngũ mà bắn thì đúng còn cái nịt, thế nên Doãn Tranh đã ra tay thi hộ và đổi lại anh sẽ phải thi đấu với chủ thượng. Màn bắn cung này họ phải bắn cung bịt mắt, mục tiêu là miếng ngọc bội có gắn chung trên nó. Tưởng chừng kết quả đã 2 năm rõ 10, thế nhưng chủ thượng lại tiếp tục lật lọng. Thậm chí cô ta có vẻ đã rất ưng Doãn Tranh nên càng muốn đưa Thượng Quan về, thì anh phải ở lại Đan Xuyên làm gì. Tất nhiên Doãn Tranh không hề đồng ý điều này, nhưng lại anh ngã ngửa ra khi biết lý do mà chủ thượng Đan Xuyên muốn làm vậy. Bởi vì trước đó, Lý Vi nói rằng cả hai người không có tình cảm gì cả. Chủ thượng làm thế không phải là vì họ hay sao? Sau câu nói đó thật bất ngờ khi Doãn Tranh lại nắm lấy tay của Lý Vi. Anh nói rằng mọi thứ ban đầu là thế nhưng giờ anh thích cô rồi. Lý Vi chẳng biết thế nào cứ diễn theo cầu xin chủ thượng đã. Đồng thời lúc đó, Thượng Quan cũng bất ngờ xuất hiện cầu xin tỉ tỉ của mình. Cô không muốn chủ thượng tiếp tục làm khó Doãn Tranh, hơn nữa Thượng Quan cũng đã sẵn sàng trở về. Bởi Doãn Ngũ có thể xấu trai, có thể hơi ngu một tí nhưng anh chắc chắn là một người tốt. Chủ thượng này thấy vậy cũng không ép Doãn Tranh nữa, mà cô tiếp tục ép Doãn Ngũ với một điều kiện cũ, anh phải làm cho Thượng Quan mình kỳ thi mới được đưa vợ về Tân Xuyên. Rõ ràng đây không phải là một điều kiện dễ dàng gì cả, dù cho Doãn Ngũ đã thức trắng cả đêm vẫn chưa nghĩ được ra. Vậy Doãn Ngũ đã tìm cách gì để giải bài toán này? Mời các bạn theo dõi phần sau.